Lại là 5 giờ chiều ngày 16 tháng 5 năm 2019 thì tôi đã có mặt tại nhà Vĩ tại Vĩ Lan tại đây là chỗ này là phường Tân Dân, thành phố Việt Trì đây. 5 giờ chiều chúng tôi đã hoàn thiện và bàn giao cho chiếc sập thờ chúng đã đặt chúng tôi cái đây cũng vài tháng rồi. Này chúng tôi mới xong đã hoàn thiện và lắp đặt xong rồi chú đây. Đây trên màn hình đây là chú chủ nhà đây. Chiếc sập thờ vũ Rất hộ đục là chứng tứ trạng linh, đây là hàng hàng đại chân to, kê ở phòng thờ rất bẽ vẽ luôn. Phòng thờ nhà chú thì rất là rộng rồi. này làm cái sập mấy rồi, nghe sáu thằng nghe rồi. Cái sập đấy không phải là cái bàn cơm, không không phải cơm. Dạ, Cái tứ linh. vấn đề này làm cái gì thì cũng phải là dần thực thể là nó ấy. Không muốn sợ, không muốn thay thế. Sập như mấy cái vấn đề này cho mày. Nhưng mà chân thì làm cái nơi sắt thì nhìn cái không thích chân cái đục, nhưng mà đục 6-2 mét đấy, nên 6-2 mét à? Cái cửa cái phòng trên tầng là chỉ 6-2 mét. Vâng, 6-2 mét. Cái đấy như anh Vũ với bảo bao tiền đấy? 30 triệu. 30 triệu ạ.